Sáng ngày 5 tháng 2, tại khu sinh thái A Đông, thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đồng Sơn, Hạt Kiểm Lâm Lạng Giang, thành phố Bắc Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh Bắc Giang, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Thành đoàn Bắc Giang đã kêu gọi tất cả các đoàn viên thanh niên thành phố Bắc Giang nêu cao trách nhiệm, hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, góp sức xây dựng thành phố Bắc Giang xanh. Mỗi đoàn viên thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh tại ngay nơi mình học tập, công tác và sinh sống. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và giữ gìn môi trường sinh thái. Những việc làm này góp phần thực hiện mục tiêu toàn thành phố phấn đấu mỗi năm trồng 175.000 cây xanh theo đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua đó cũng nhằm hoàn thiện các tiêu chí đô thị xanh thông minh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Tại lễ phát động, các đại biểu và 350 đoàn viên thanh niên của thành phố đã trồng 10.000 cây keo bạch đàn tại khu sinh thái Á Đông do Hạt Kiểm Lâm Lạng Giang, thành phố Bắc Giang trao tặng.